Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình muốn nói về hai quyển sách, không gọi là review nhé, hai quyển sách mà của cùng một tác giả mà mình đã đọc và mình nghĩ là sau khi đọc xong cuốn vừa rồi của tác giả này thì mình đã quyết định là mình sẽ không đọc tiếp một tác phẩm nào tác giả này nữa. Đó là tác giả Terry Fisher, và vừa mình muốn nói về hai cuốn sách ở trong video này, đó là cuốn The Wives với cả cuốn The Wrong Family. Tác giả này thực ra cũng đã có những quyển sách đã được xuất bản ở Việt Nam, và mình có nhớ là cách đây mấy năm là mình đã mua sách của tác giả này, cuốn Chỉ Đen với cả một cái cuốn nữa, nó tên tiếng Anh nó là Bếp Mommy sao ấy, và mình không nhớ tên tiếng Việt của nó là gì, nhưng mà nói chung mình mua hai cuốn sách đã dịch ra tiếng Việt của tác giả này rồi, và mình đọc cuốn Chỉ Đen trước, và sau khi đọc xong Chỉ Đen mình cảm thấy nó quá là tuyệt vọng ấy. Mình không nói về cách viết rất là dễ vào đầu thôi, thì mình vẫn rất thích cái văn phòng tác giả này, nhưng mà cái quan trọng là cái câu chuyện và cái nhân vật khiến cho mình cảm thấy là cái nội dung những cuốn sách của tác giả này nó không phù hợp với mình và cả những cái giá trị mình đưa ra ấy. Và vì vậy sau khi đọc xong cuốn Chỉ Đen đó thì mình đã quyết định là mình không đọc tiếp cái cuốn tiếng Việt thứ hai mà mình mua của tác giả này, cuốn Bếp Mommy, hay là mình đọc Bếp Mommy trước cái Chỉ Đen, nói chung một trong hai quyển đó. Và rồi thì bây giờ mình lại quay lại đọc lại thử tác giả này với quyển The Wife và rồi The Wrong Family, và đã đến lúc là phải mình cắt đứt mối quan hệ với cả Terry Fisher. Thế tại sao mình lại cần nói về hai cuốn The Wife và The Wrong Family? Vì mình muốn nói về cái quan trọng là cái cách viết, cái công thức ấy, công thức mà để tạo ra những cái quyển thriller của tác giả này. Mỗi tác giả thriller, thực ra nếu các bạn đọc nhiều tác phẩm của tác giả đó thì các bạn sẽ để ý thấy là luôn có một cái khuôn mẫu chung, một cái mẫu số chung nào đấy, một cái công thức. Ví dụ như của Riley Sager nhá, rồi Peter Swanson thì không hẳn là theo công thức nào cả, bởi vì các cái cuốn sách của ông ấy lại có những nội dung nó rất là đa dạng ấy, nó không theo một cái hình thức nhân vật nào cả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đều thấy là trong Peter Swanson đều luôn có một cái nhân vật nam, kể cả chính diện hay phản diện, mình cảm giác đều có những cái nét rất là như nhau, nét tương đồng khá là giống nhau. Vì lẽ đó mà tất cả những cuốn sách của cùng tác giả luôn mang một cái dấu ấn duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ngay được đến tác giả đó. Với tác giả Terry Fisher, luôn luôn là có một cái câu chuyện khá là hấp dẫn, khiến mình rất là muốn đọc. Nhưng trong cái cốt truyện hấp dẫn đó là để giới thiệu cho chúng ta một cái nhân vật rất là disturbing, nhân vật rất là bất ổn về mặt tâm lý, nhân vật mà kiểu cuộc đời bị hủy hoại bởi vì cái sự ám ảnh nào đấy. Và vì vậy mà cái tông giọng kiểu overall của cả cuốn sách ấy, lúc nào nó cũng sẽ rất là buồn. Nó lúc luôn cái thể cái sự tuyệt vọng của nhân vật đó ấy, cảm giác như chúng ta không có đường lui. Nên đó là lý do tại sao mà khi mình đọc Chỉ Đen, mình đọc cái cuốn Chỉ Đen ngày trước của bà ấy, thì mình đọc xong mình cảm thấy cuộc đời tối tăm quá, và mình không thể nào muốn là đọc tiếp một cái cuốn sách này tác giả được, vì tác giả này khiến mình cảm thấy cuộc đời nó không đáng sống, nhân vật trong chuyện nó quá khổ. Thế về cuốn The Wife và The Wrong Family này thì nó sẽ có cái kiểu, tức là áp dụng được cái công thức đó của tác giả này như thế nào. The Wife là nói về một cái cuộc hôn nhân đa thê, và nhân vật chính của chúng ta là một trong những người vợ đã chấp nhận cái cuộc hôn nhân đó. Nhưng cái người đàn ông này lại không muốn cho các bà vợ của mình biết nhau. Thế thì đây lại là một cái gọi là red flag, một cái dấu hiệu cảnh báo trong một mối quan hệ, một cuộc hôn nhân mà mình không hiểu tại sao nhân vật chính là cô này tên là Thursday lại đồng ý với cái cuộc hôn nhân như vậy. Và Thursday thì lấy cái nguyên do là vì yêu thôi, đơn giản là vì cô rất là yêu Seth, là cái người chồng đa thê này, thế nên cô chấp nhận cái cuộc hôn nhân mở cuộc hôn nhân đa thê và sẵn sàng chia sẻ chồng mình với hai người phụ nữ nữa. Vậy là Seth có ba vợ và ba nơi khác nhau, bởi vì Seth là đi rửa làm việc đi, tức là chọn, bởi công việc của Seth là yêu cầu phải đi lại rất là nhiều, cho nên cái việc mang vợ ở ba nơi thì nó rất là dễ dàng ấy.
và Thursday không những là chấp nhận được cái tình cảnh đó mà lại yêu thương hết mực cho sếp, và thậm chí cô còn hy sinh cả sự nghiệp của mình để ở nhà là một người vợ đảm đang, một người vợ yêu thương chồng, luôn chờ đợi chồng. Và quan trọng là sếp cũng có đặt những cái lịch là cứ thứ mấy sẽ ở với cả Thursday, thứ mấy thì ở với vợ kia, vợ kia. Có cái lịch hẳn hoi. Cứ đến cái ngày đấy thì Thursday tự động là biến thành một người vợ nhún nhường, ngoan ngoãn, dễ chịu, biết thương cảm cho chồng, luôn lo lắng cho chồng, quan tâm chăm sóc cho chồng. Vấn đề đầu tiên của cái câu chuyện này chính là chính cái nhân vật Thursday đã có hơi có vấn đề ấy, về cái việc là chấp nhận một cái cuộc hôn nhân đa thê như vậy nhưng mà trong bóng tối, theo kiểu gần như là ngấm ấy, Thursday không hề nói với mọi người là mình lấy chồng. Cái việc hôn nhân của cô ấy lại thành một cái bí mật. Bởi vì cô quá xấu hổ khi để nói với mọi người rằng là chồng mình thực ra là một người có đang có hai người vợ khác rồi. Cái việc giữ bí mật một cái mối quan hệ như vậy, nó là một cái cảnh báo, một cái đáng báo động cho một cái mối quan hệ nó không hề ổn định. Những cái khía cạnh tiếp theo như kiểu là Thursday không, tức là cũng có sự tò mò về những người vợ kia, nhưng mà sếp lại giấu giếm về những người vợ kia. Ví dụ một cái cuộc hôn nhân đa thê mà theo mình nghĩ mà gọi là lành mạnh được ấy, nếu có thể được gọi là lành mạnh được, thì đó là tất cả họ phải sống chung cùng một nhà, người chồng và tất cả những người vợ đó cùng ở chung nhà, họ biết nhau và mối quan hệ đó là công khai. Đó là cái lành mạnh đối với một mối quan hệ một cuộc hôn nhân đa thê. Thế nhưng mà đây, hôn nhân đa thê này nó không hề có cái sự lành mạnh như vậy. Nó rất là giấu giếm, nó rất là bí mật. Và tất cả những điều đó đáng ra phải có, phải kiểu đáng báo động với nhân vật Thursday. Nhưng Thursday lại không hề quan tâm tới những cái vấn đề đó ấy. Và thậm chí còn lại giúp củng cố cho cái cuộc hôn nhân đó, bằng cách là cô cũng tự giấu kín cái cuộc hôn nhân này rồi. Và cô chấp nhận, và rồi cô hoàn toàn biến thành một cái con người khác hẳn. Không còn là cái con người trước khi gặp Seth, mà trở thành một người phụ nữ nhu mì, hiền lành, ngoan ngoãn và vâng lời chồng. Và trong vô thức, trong tiềm thức như vậy thì Thursday thực ra là đang ủng hộ cho chế độ nam quyền. Và khi cô biết được về cái người vợ đầu tiên mà Seth lấy ấy, mà bây giờ vẫn còn đang là vợ chồng, người vợ đó là lại là người phụ nữ rất là coi trọng sự nghiệp và gọi là đặt sự nghiệp lên trên gia đình. Và vì vậy Thursday đã có một cái hình thành mà chúng ta gọi là internalized misogyny, nghĩa là những người phụ nữ được phóng chiếu cái sự phân biệt giới tính vào chính những người phụ nữ khác. Cái từ misogyny thôi nhá, nó là của người đàn ông phóng chiếu cái sự phân biệt giới tính lên những người phụ nữ, áp đặt những cái tiêu chuẩn xã hội về người phụ nữ. Nhưng mà đấy từ góc độ đàn ông. Còn cái internalized misogyny thì là từ chính người phụ nữ làm như vậy với người phụ nữ khác. Và nó nặng nề hơn rất nhiều so với là đàn ông làm như thế phụ nữ. Bởi vì phụ nữ cùng gọi là cùng giới với nhau, đúng không? Vậy mà trong đấy lại có những người tị nạnh người này người nọ và thể hiện cái sự phân biệt giới tính đó, khinh thường những người phụ nữ khác mà chính mình cũng là phụ nữ. Thì Thursday đã phóng chiếu cái sự coi thường của mình lên người vợ đầu của Seth, bởi vì cô cho rằng là làm người vợ với một cái ông chồng bận bịu như là Seth thì phải chúng ta phải hy sinh mọi thứ để chăm sóc Seth, và rồi thì cô khinh bỉ những người phụ nữ kia là tại sao không chăm sóc được Seth như vậy. Và cô nghĩ ra là mình, nếu mình là người vợ duy nhất của Seth thì mình sẽ hy sinh mọi thứ, sẽ làm mọi thứ, quay cuồng mọi thứ, sẵn sàng các kiểu để phục vụ, tuân lệnh người chồng tối cao của mình là Seth. Và đây, đó là cái sự phóng chiếu của chúng ta ở đây, là Thursday là một nhân vật rất là bất ổn và hơi có vấn đề khi có những cái lựa chọn như vậy liên quan đến Seth và thể hiện cái sự coi thường của mình với cái người phụ nữ kia. Còn với chuyện The Wrong Family thì cũng lại là một cuộc hôn nhân rất là có vấn đề. Chuyện The Wise rồi thì mình nói đấy, các bạn thấy rất là nhiều vấn đề rồi đúng không? Và toàn những cái vấn đề mà chúng ta thực ra là khó có thể chấp nhận nổi. Với The Wrong Family thì câu chuyện nó lại là một người phụ nữ bị ám ảnh bởi một gia đình này, bởi cái cặp đôi này. Ban đầu chúng ta biết là người phụ nữ này là có thể là thuê nhà
cái căn hộ nó ở ngay trong nhà của cặp đôi này, và người phụ nữ tên là Juno. Thì Juno gọi là hay theo dõi, hay nghe lén, mặc dù sống trong một căn hộ kia nhưng mà rất là hay theo dõi và nghe lén cái cặp đôi chủ nhà của mình. Cặp đôi chủ nhà là vợ chồng tên là Winnie với cả Nigel, và họ có một đứa con tên là Sam. Sam mười mấy tuổi, và Juno và Sam có vẻ khá là thân thiết với nhau. Sam hay kiểu nói những cái điều thầm kín của mình cho Juno, và Sam có một cái nghi ngờ đó là mình không phải là con đẻ của bố mẹ. Dạng tuổi mới lớn nông nổi lúc nào cũng chả thế, lúc nào cũng có những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ nghĩ là mình không phải là con đẻ của bố mẹ ấy. Và thực ra mình cũng từng nghĩ như thế đấy. Juno thì coi chuyện đấy bình thường thôi, nhưng rồi trong cái cuộc cãi vã, mà Juno nghe lén được từ Winnie với cả Nigel, thì bà ấy bắt đầu suy ra là có thể xem đúng là không phải con đẻ của Winnie thật. Winnie đã phạm cái sai lầm nào đó, một cái lỗi lầm, một tội ác nào để trong quá khứ mà cô ấy muốn giấu về cái lai lịch của đứa trẻ là Sam. Là vì vậy mà Juno bây giờ muốn tìm hiểu xem là liệu Sam có đúng là con của hai người này không. Thì câu chuyện tóm tắt thì đúng chỉ thế thôi, nhưng mà để đến được cái phần như thế là hình như phải hơn nửa cuốn sách thì mình mới biết được mục đích của câu chuyện là gì. Toàn bộ nửa đầu của cuốn sách chỉ đơn giản là Juno theo dõi cặp đôi này. Chúng ta được kể thông qua cái nhìn của Juno và của Winnie. Câu chuyện từ góc nhìn Winnie đó chính là nói về cái mối quan hệ vợ chồng. Vậy cái cuốn Wrong Family này là để phân tích, để đào sâu mổ xẻ vào một cái cuộc hôn nhân mà nó đang bên bờ tan vỡ. Cuộc hôn nhân mà vốn lúc đầu được xây dựng trên một cái nền móng rất vững chắc, nhưng dần dần có những cái bí mật, những cái trồng lấp xảy ra, và rồi những cái sự e ngại với nhau, những cái khó chịu với nhau nó bắt đầu tăng dần khi chúng ta sống cùng nhau rồi và nhận ra rằng là người kia không thuộc về mình. Tất cả những điểm này nó lại chung quy ở một chỗ đều là từ góc nhìn chỉ của người vợ thôi, nên chúng ta không biết là với người chồng thì có suy nghĩ thế nào. Nhưng với góc nhìn từ Winnie thì cuộc hôn nhân này của cô ấy đang có vấn đề rất là đang 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 có những cái đường nứt, và hai người họ thậm chí có thể cãi nhau chỉ vì những cái rất là vô lý. Và Juno là người thứ ba quan sát cái sự đổ vỡ này và phân tích nó. Để cái chuyện The Wrong Family thực ra nó không xứng đáng gọi là thriller được, mà nó là một dạng báo cáo, một dạng thử nghiệm khảo sát về mối quan hệ vợ chồng, cuộc hôn nhân sau hai mấy năm thì nó sẽ như thế nào, liệu nó có thể bền vững được như lúc đầu hay không, và đặc biệt với một đứa con. Về hai nhân vật Juno, Winnie đó thì Juno là chính nhất, và Juno từng là một nhà tâm lý học nhưng mà đã bị rút lại bằng vì phạm một sai lầm ngày xưa, và vì vậy mà Juno rất có hứng thú với việc phân tích tâm lý của gia đình này và có một cái sự ám ảnh với gia đình này mà đến tận cuối chuyện chúng ta cũng không thể hiểu lý do tại sao. Vậy thế hai câu chuyện The Wise và The Wrong Family đều có liên quan tới nhân vật chính có vấn đề tâm lý bất ổn. Thursday với cái sự khinh thường, sự áp đặt, sự khinh thường với người phụ nữ khác, và thậm chí là shaming người phụ nữ khác vì cái việc là người phụ nữ kia coi trọng việc làm hơn là chồng mình. Và thậm chí là muốn gặp đến mức mà Thursday bị ám ảnh bởi những người vợ còn lại của sếp, và có cái sự mong muốn là muốn được gặp họ để so sánh xem là họ tốt gì hơn mình, họ có bằng được như mình không, họ có yêu chồng như là mình yêu chồng không, và tại sao sếp lại không ly dị họ. Với kiểu rất là coi thường, theo kiểu nói xấu hẳn ý, gọi là làm nhục luôn những người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia là bởi vì cô ta chọn sự nghiệp, cô ta thích đi làm chứ cô ta không phải ở nhà để chăm chồng. Còn với chuyện The Rock Family thì cái nhân vật Juno bất ổn là bởi vì Juno từ đâu ra và tự dưng bị ám ảnh bởi cái gia đình này, và rất là hứng thú theo dõi, quan sát những cuộc cãi nhau của họ, rồi phân tích tâm lý của từng người một, và nhận thấy rằng là cuộc hôn nhân này bất ổn, cuộc hôn nhân này có vấn đề và hiện tại nó đang tan vỡ. Người chồng này rồi chắc chắn là có ngoại tình với người khác bởi vì anh ta chán vợ rồi, chán vợ và chỉ làm thế thôi. Và đến khi mà cặp vợ chồng này nói chuyện với nhau và người vợ phát hiện ra là người chồng có mối tình, gọi là có ngoại tình với người phụ nữ khác, thì cái người chồng này lại giở cái thói mà giống như rất là nhiều các nhân vật nam khác trong các truyện thriller ấy, thì
hay lấy cớ là do là em đã khác đi rồi mẹ, và em không còn hứng thú với chuyện sách nữa, nên bây giờ anh phải đi tìm người khác để làm cái đó. Đấy lại là những cái lý do cũ lằng nhằng của người đàn ông, của người chồng, khi mà thanh minh cho việc ngoại tình của mình bằng cách là áp đặt cái misogyny lên người phụ nữ khác. Và cái vấn đề đó đã được gặp rất nhiều trong trailer rồi, nhưng mà mình thấy là dần đây nó không còn có cái kiểu đấy nữa, nó dần biến mất rồi. Thế nhưng mà trong chuyện của tác giả Chan Fisher vẫn có những vấn đề như vậy, và chính vì vậy thì đây là cái điểm mấu chốt mà khiến cho mình mới quyết định là tất cả những cái mà tác giả nghĩ ra ấy, nhân vật có vấn đề rất là nặng, những cuộc hôn nhân bất ổn không kém, sự ám ảnh đến mức mà cả gan gây ảnh hưởng tác động mạnh lên cuộc sống người khác, và rồi cái sự phân biệt giới tính, sự áp đặt giới tính nó quá là mạnh mẽ. Đó chính là những điểm mà mình thấy rằng là ở hai cuốn này, The Wife và The Wrong Family của tác giả Chan Fisher đã thể ra được cái điều đấy, và nó cảm thấy như là tác giả này chỉ nghĩ ra được những vấn đề được như thế thôi. Những cái nhân vật có vấn đề ở cùng với nhau, ở chung với nhau. Và rồi ví dụ như là ở The Wife thì cô vợ Thursday là cùng với Seth, Seth cũng là người có vấn đề đúng không? Seth thì sau đó về sau thấy là có khả năng là làm con người thích dùng bạo lực nữa cơ. Riêng cái việc Seth cưới mấy người phụ nữ đó và lại giữ bí mật những cuộc hôn nhân đó với nhau ấy thì đã thấy là đáng cảnh báo rồi. Thì đây cả Seth và Thursday là hai con người nó rất là có vấn đề nặng. Đến cả về sau khi mà Thursday gặp mặt trực tiếp hai người vợ còn lại của Seth thì mình cũng để ý là hai cái người vợ đấy cũng đã có vấn đề. Ví dụ như với cái cô sự nghiệp kia thì lại là cái vấn đề về internalized misogyny với người phụ nữ mà đặt gia đình là ưu tiên. Thế đây là cái sự khinh thường đối với những người phụ nữ mà sẵn sàng là làm nội trợ ở nhà. Còn với The Wrong Family thì đấy lại là Juno cùng với cái gia đình này. Gia đình này là nhân vật Winnie. Nhân vật Winnie là một con người mà thích cái sự hoàn hảo, thích một cái bề ngoài, một cái mã ngoài hào nhoáng, và thích cái tiếng tốt. Winnie là nhà giàu, và vì vậy mà cô ta chỉ cần làm những cái công việc mà không cần phải lương quá cao cũng chẳng sao cả, và Winnie là thích được giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái sự thích sự giúp đỡ đó của Winnie nó không phải xuất phát từ lòng tốt, mà đấy chỉ đơn giản là vì Winnie muốn mọi người biết mình là một người tốt. Nó một cái sự rất là vụ lợi. Winnie lại có một cái thằng em sinh đôi là Dakota, và Dakota cũng lại là một người đàn ông có rất nhiều rắc rối, vấn đề về bạo lực, và cái sự nuông chiều của cả gia đình đã càng khiến cho Dakota trở thành một con người hư hỏng và luôn đổ lỗi cho mọi thứ vì những sai lầm của bản thân. Các bạn thấy những cái khuôn mẫu chưa? Ở cả hai chuyện The Wife và The Wrong Family mình không nhớ làm cái chỉ đen ngày xưa nha, chỉ nhớ là cái chuyện đấy cái nhân vật chính cũng rất là hắc ám thôi. Còn The Wife, The Wrong Family thì rõ ràng cả một khối nhân vật nào cũng có vấn đề nặng hết, vấn đề thần kinh ấy, và có những cái xu hướng nó có thể dẫn đến bạo lực, có thể dẫn đến những sự ám ảnh và những cái sai lầm chết người, những cái bị và đến mức mà phải che giấu những cái bí mật, những cái tội lỗi đó đi. Không chỉ đơn giản những cái vấn đề nghiêm trọng mà đã được nhắc đến cho chuyện này, nhưng lại được xử lý một cách nó không được khiến chúng ta thỏa mãn. Nên là mình đồng ý có những cái chuyện thriller mà các bạn có thể cho rất là nhiều những cái vấn đề mà đáng báo động, đáng phải lên án ở xã hội ngày nay vào. Thì đấy, ví dụ như cái việc internalized misogyny là một cái gọi là vấn đề mà chúng ta cần phải ngăn chặn lại, vì nó gần như theo kiểu là một âm mưu của cái chế độ nam quyền áp đặt vào người phụ nữ ý, và đến đây để phụ nữ chống lại nhau. Cho nên là cái việc misogyny, internalized misogyny này phải đáng ngăn chặn và có thể đưa vào chuyện để cảnh báo chúng ta, để chúng ta nhận biết được tất cả những dấu hiệu của cái việc internalized misogyny đó, đồng thời qua đó thì để xem cách cách tác giả đã nhào nặn, cách tác giả giải quyết được vấn đề đó như thế nào, và có thể chúng ta học được cái cách đó để áp dụng ngoài đời. Thế nhưng với trong chuyện The Wife hay kể cả The Wrong Family thì cái cách tác giả xử lý cái câu chuyện nó không hề triệt để, không hề sâu vào được vấn đề đó, và thậm chí còn bỏ qua nó và
quyển cuối cùng là gần như là tác giả cổ vũ cho cái vấn đề đó. Với The Wise còn một cái vấn đề nữa, nó thì chính là cái sự miêu tả, cái sự thể hiện về những căn bệnh thần kinh, căn bệnh tâm lý ở trong truyện. Nó gần như là tác giả lợi dụng bệnh thần kinh để tạo ra được một cái cú twist cho truyện, chứ không hề cài cắm cái căn bệnh đó vào và xử lý nó một cách hợp lý nhất, một cách hợp lẽ nhất và logic nhất mà chúng ta có thể chấp nhận được. Bởi vì câu chuyện của The Wise cuối cùng ý, cái kết của nó ý, gần như là một dạng tất cả chỉ là một giấc mơ, và khiến cho mình cảm thấy bị đánh lừa bởi cái cách tác giả có thể xử lý câu chuyện như vậy, và thậm chí là thao túng nhân vật ở trong truyện và lấy cái bệnh tâm thần ra để xử lý một cách dứt điểm ấy, theo kiểu gần như là dạng lười biếng, không hề quan tâm đến câu chuyện nó có thể đi đến đâu, về đâu, vấn đề của nó có được giải quyết không, chỉ cần lấy cái căn bệnh tâm thần ra như một trò đùa để cho vào chuyện, hoàn toàn không hề nghĩ gì về cái cách xây dựng cài cắm cái căn bệnh ngay từ đầu. Còn với The Wrong Family có một số những cái dấu hiệu của dạng bị ám ảnh tâm thần, bệnh lý ở đây, nhưng mà rất may mắn là cái việc đó đã được cài cắm ngay từ đầu rồi, nên chúng ta để ý ra được và nó sẽ không đến mức quá là phi lý trong chuyện. Thế nhưng cái cách xử lý về sau của tác giả nó gần như là một mớ lằng nhằng, nó là những cái mạch truyện nó không đầu không cuối, nó kết hợp với nhau và để tạo ra những cái twist nó rất là ngớ ngẩn. Cho chuyện này thực ra không hề có một cái twist gì lắm, có một cái twist nhẹ nhẹ ở phần giữa để chúng ta biết được là Juno có đúng là đang thuê nhà của cặp vợ chồng này không thôi. Chứ còn về sau thì câu chuyện nó gần như chỉ là khai thác và đi sâu vào suy nghĩ, những cái suy nghĩ nó rất là không thấy thoải mái của nhân vật ấy. Qua đây thì mình cũng chỉ muốn nói rằng là đây là hai cái cuốn sách mà rốt cuộc đã giúp mình quyết định là cắt đứt mối quan hệ với cả Charlie Fisher từ bây giờ. Mình không biết được là cái đời sống của tác giả như nào, hay là do trí tưởng tượng của tác giả nó rất là đa dạng, hoặc là tác giả cũng trên thực tế là đã có cũng mắc những cái vấn đề như vậy và phóng chiếu tất cả những cái vấn đề đó vào trong chính những câu chuyện của mình, nhưng rốt cuộc lại khiến cho những câu chuyện đó nó thành bị rất nhiều những cái mắc mớ và những cái bức xúc, cái khiến cho mình cảm thấy rất là bất mãn ấy. Và câu chuyện thì gần như là không bao giờ giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà tác giả đặt ra như vậy. Chủ yếu cuối cùng là cho những vấn đề đó vào chỉ để khi tạo hình cho được cái nhân vật, cho được cái cốt truyện nó rất là e ngại mà chúng ta cần phải lên tiếng ấy, cần phải được chỉ trích ấy. Để nói về một cái cốt truyện hoàn chỉnh thì mình thấy là quyển The Wise nó có cái cốt truyện hoàn chỉnh tốt hơn nhiều so với cả The Wrong Family, bởi vì The Wrong Family ở phần giải thích giải quyết cuối cùng nó gần như làm sự hỗn trộn linh tinh của rất nhiều nhân vật có vấn đề vào với nhau và giải quyết cho nhau, nhưng thực ra lại cũng không hề xử lý ra được cái nội dung chính của truyện. Nó là một cái sự chắp ghép cực kỳ là sơ sài. Trong khi The Wise thì rõ ràng là chúng ta thấy được một cái câu chuyện có đầu thân cuối rất là hoàn chỉnh, và từ đầu cuối thì vẫn là nhân vật đấy thôi, và nó không đến mức là có cái sự kết hợp của quá nhiều nhân vật có vấn đề như là trong The Wrong Family. Như trong The Wise thì rất tiếc lại có những cái về internalized misogyny và cái căn bệnh về bệnh tâm thần là bị xử lý một cách nó quá là bất cẩn và không xứng đáng với một cái cốt truyện ban đầu nó có thể là rất thú vị như vậy được ấy. Còn về mạch truyện nói chung thì mình thấy rằng là có The Wise mạch truyện khá là ổn, đôi khi nó có hơi kéo dài một chút nhưng cũng không sao cả, nhưng mà The Raw Family thì chuyện nó đi sâu vào suy nghĩ của các nhân vật quá nhiều và hầu như là không có hành động gì mấy, mọi hành động được miêu tả một cách chi tiết từng ly từng tí một và khiến cho mình rất là mất kiên nhẫn. Mà quan trọng ý là mình cũng không quan tâm tới nhân vật đủ để đến mức mà mình muốn đọc từng chi tiết về hành động của họ, từng suy nghĩ của họ trong đầu như vậy. Vì vậy mà cái cách tác giả Karen Fisher viết một cái câu chuyện ra ấy, nó có một cái sự kết hợp nó không được hoàn hảo cho lắm.
giữa cái nhân vật đã có vấn đề rồi, rồi những cái vấn đề đưa vào rồi này, và những cái mối quan hệ nó cũng có vấn đề nhá, mà nó để lại rất là nhiều cái hậu quả tâm lý về sau của chính các nhân vật này. Mà đây các nhân vật này vốn cũng đã bất ổn rồi, bây giờ lại càng bất ổn hơn sau khi đã trải qua tất cả những việc đó. Và cái cách xây dựng những cái tình tiết trong câu chuyện ý, nó cũng không không được kiểu xếp một cách có cái trình tự nhất định và để tạo ra được một cái độ một cái mạch hấp dẫn và cái nhịp truyện ý, khiến cho cái nhịp truyện nó đôi lúc là nó bị quá chậm. The Wire thì có tốt hơn, nhưng mà The Wrong Family thì thực sự là cái cách mà tác giả kết hợp tất cả cái đấy vào nó đã không thành công lắm, trong khi cái The Wire thì lại có cái vấn đề như vậy nhưng lại không được giải quyết triệt để. Nhưng xét về mặt cốt truyện và nhân vật thì The Wire nó hấp dẫn hơn so với The Wrong Family. Thế nên cho dù thế nào thì chuyện của Charles Fisher nó luôn luôn có cái sự cái hỗn hợp nó không được làm mình ưa lắm ý. Nó không hợp với cái khẩu vị của mình và nó tạo ra quá là nhiều những cái sự thiếu thoải mái khi mà mình đọc truyện, cộng với việc là cái cảm giác sau khi đọc xong sẽ của mình nó chỉ đơn giản là cái sự bực bội, bất mãn và đôi khi là tuyệt vọng đen tối. Vậy đó là những gì mà mình muốn nói ra về cái cách viết của tác giả Charles Fisher và nói qua về hai cuốn sách của tác giả này. Và có thể là có rất nhiều người thích hai cuốn sách này, cái đấy thì mình không rõ lắm đâu. Nếu các bạn có thể thử đọc cuốn Chỉ Đen của tác giả này thì để xem cái văn phong nó có hợp không và cái câu chuyện nó có đen tối như mình nói không, được thì một cách để bước vào tác phẩm của Charles Fisher. Hẹn gặp lại các bạn trên các video lần sau. Tạm biệt.